vấn đáp pháp môn Quán Âm, phong thủy và tu hành. Vấn: Trung Quốc giảng cứu về phong thủy, ngoài ra còn có âm trại, dương trại, âm dương ngũ hành. Những điều này có ảnh hưởng về tu hành không? Sư phụ: Không có ảnh hưởng. Quý vị thấy sư phụ đi đâu cũng đều có thể truyền tâm ấn, mọi người đều có thể nghiệm tốt. Cho dù ở những nơi náo nhiệt của phố chợ, những người truyền tâm ấn cũng có thể lên đến cảnh giới cao, đi thiên đàng hoặc đi Tây Phương gặp Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc trở về rất vui vẻ. Có lúc chúng tôi mượn phòng học dưới miền đất của trường học để truyền tâm ấn. Có lúc truyền tâm ấn ở chùa, có lúc truyền tâm ấn ở trong lều hoặc truyền tâm ấn ở bên cạnh một nghĩa trang. Mọi người đều có thể nghiệm hay. Nếu phải coi phong thủy địa lý trước, rất có thể một năm sau sư phụ mới truyền tâm ấn một lần. Tu pháp môn Quán Âm không phải sợ bất cứ phong thủy địa lý nào, bởi vì chúng ta thuộc về siêu thế giới. Đối với thế giới này, chúng ta có rất ít quan hệ. Bên trong chúng ta có lực lượng siêu thế giới bảo hộ chúng ta. Chúng ta không nên lo vấn đề vật chất. Nếu xem địa lý rất phiền phức, nghe người ta nói ở trên núi có rất nhiều quỷ thì dọn xuống núi. Lại có người nói ở đây không tốt thì dọn đi nơi khác. Dọn tới dọn lui, cả Đài Loan, cuối cùng cũng không tìm được nơi nào. Bởi vì ai cũng muốn tìm nơi tốt nhất mới có thể tu hành. Nếu như quý vị cũng làm như vậy, Tổng thống sẽ đuổi sư phụ đi, bởi vì làm cho quốc gia của ông bị loạn. Cho nên không cần phải dọn đi đâu cả, ở chỗ nào cũng tốt. Vấn: Nghiệp chướng của tổ tiên có ảnh hưởng tới đời sau hay không? Sư phụ: Có, đó là cộng nghiệp. Ví dụ cha mẹ sát sanh để nuôi chúng ta trưởng thành, tuy không phải là tội lỗi của chúng ta, nhưng chúng ta ăn cơm của họ, cơm ấy do sát sanh mà có. Những nghiệp chướng ấy cũng có thể chuyển nơi thân của chúng ta. Không thể nói không có. Sư phụ nói một ví dụ đơn giản. Có hai người, một người rất dơ, một người sạch sẽ. Nếu hai người ngồi gần nhau, một lúc sau cả hai người đều dơ, bởi vì một trong hai người bị dính bùn lầy khi ngồi cạnh nhau, vì đụng qua đụng lại, cho nên cuối cùng cả hai đều dơ. Có phải vậy không? Ví dụ nữa, như cha mẹ, bạn bè, thân thích của chúng ta, nếu có người hút thuốc, chúng ta ngồi bên họ, một lúc sau y phục của chúng ta sẽ cũng có mùi thuốc, nhất định phải có ảnh hưởng, nhưng tương đối ít. Những người làm thì nghiệp chướng nhiều hơn, còn những người khác chịu ít hơn, nhưng cũng có. Tín đồ Thiên Chúa Giáo có nói đến tội tổ tông truyền, Phật giáo chúng ta nói là nhân quả, luân hồi, cộng nghiệp. Ví dụ trong gia đình có người đi ra ngoài ăn cắp, danh dự của cả nhà đều bị ảnh hưởng. Rất có thể bị liên lụy đến pháp luật, cảnh sát sẽ đến tra hỏi toàn cả gia đình, thậm chí có lúc tài sản của gia đình đều bị kiểm soát và niêm phong. Cho nên tất nhiên là có sự ảnh hưởng của cộng nghiệp. Vấn: Có phải một người tu hành lúc vãng sanh đem hỏa táng đều có hạt xá lợi? Sư phụ: Điều này phải coi họ tu hành như thế nào. Tu hành và nghỉ ngơi khác nhau. Người tu hành chân chánh rất có thể có xá lợi, nhưng đây cũng là đồ vật chất. Có người không có xá lợi. Chúa Giêsu sau khi chết, Ngài đem thân thể của Ngài ra đi, như vậy đi đâu mà tìm xá lợi? Tất cả đều không còn nữa. 500 năm trước đây ở Ấn Độ có một vị đại tu hành tên là Kabir. Lúc bấy giờ Ngài rất nổi tiếng. Nhiều tín đồ Ấn Độ giáo và Hồi giáo đến học với Ngài. Lúc Ngài mất đi thì họ bắt đầu tranh chấp. Tín đồ Hồi giáo nói, Ngài là sư phụ của chúng tôi, không phải cửu dị. Ngài là tín đồ Hồi giáo, là sư phụ của Hồi giáo. Tín đồ Ấn Độ giáo nói, không phải, Ngài là sư phụ của Ấn Độ giáo, thân thể Ngài là của chúng tôi muốn đem về cúng dường. Hai bên đều tranh chấp thân thể sư phụ của họ để cúng dường. Cãi nhau hơn nửa ngày, cuối cùng họ phải chia hai, mỗi bên một nửa. Sáng sớm hôm sau định chuẩn bị cắt ra, nhưng khi họ đem tấm vải phủ quan tài mở ra, bên trong không có gì cả, chỉ có hai đóa hoa hồng. Ý nói, một đóa là của Ấn Độ giáo, còn đóa hoa kia là của Hồi giáo. Kabir tuy đã chết rồi, nhưng ông cũng có thể đem thân thể của ông đi, có thể để lại. Những người đại tu hành, họ muốn làm gì thì làm, không nhất định phải có quy luật để tuân theo. Phật Thích Ca muốn cho đệ tử của Ngài xá lợi, Ngài để lại xá lợi.
Còn những vị giáo chủ khác không nhất thiết phải để lại xá lợi cho đệ tử. Quý vị có nghe qua có vị thiền sư thì chết đứng, có người chết ngồi, có người chết nằm, có người thân thể ngã xuống. Họ muốn làm gì thì làm, không nhất định phải có xá lợi. Lúc Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, bởi vì có rất nhiều người sùng bái Ngài, có rất nhiều quốc gia muốn chia xá lợi của Ngài, chưa hỏa táng mà đã muốn phân chia rồi. Quốc gia nào cũng muốn đem binh đến, muốn cướp xá lợi đem về, cho nên mới hỏa táng Ngài, để chia mỗi quốc gia một ít. Bởi vì Ngài nổi tiếng quá, nên không phân chia như vậy, mọi người sẽ không an tâm. Ấn Độ lớn như vậy, có rất nhiều người cả đời không thấy được Phật Thích Ca, hoặc chỉ nhìn thấy được một, hai lần mà thôi, cho nên rất tưởng nhớ, muốn đem một ít lễ vật đến lễ bái. Phật Thích Ca vì tấm lòng yêu thương của họ mới làm như vậy. Nhưng rất có thể hôm nay không nên làm như vậy, bởi vì chúng ta có máy chụp hình, máy thâu âm, cassette. Có rất nhiều tài liệu rất là thuận tiện, không nhất thiết phải đem xá lợi về cúng dường. Vấn: tại sao thế giới này có nhiều người xấu như vậy? Và người ta đều tôn trọng những người có tiền, có vẻ sợ họ. Những người này thì nói chuyện rất lớn tiếng. Sư phụ, không có. Đây chỉ là cái nhìn riêng của quý vị. Có rất nhiều người có tiền nhưng khiêm tốn, rất có đạo đức, có tu hành, làm lợi ích cho đại chúng, không giống như những điều quý vị vừa nói. Người có tiền không nhất định có quyền lợi. Sư phụ hiện giờ không có tiền, nhưng sư phụ cũng rất là lớn tiếng. Nghe được không? Sư phụ vừa cười vừa nói lớn tiếng, mọi người vỗ tay. Sư phụ là người tu hành, cũng là người ít tiền nhất, cho nên không nhất định như vậy. Đây là cái nhìn riêng của cá nhân, là do chúng ta nghĩ ra. Người có tiền cũng có người tốt, người xấu. Thế giới này người xấu rất nhiều, bởi vì rất nhiều người không muốn tu hành. Điều này không có liên quan gì đến việc có tiền hay không có tiền. Vấn: tu pháp môn Quán Âm có phép tắc gì không? Nếu như có, như vậy không phải là vẫn còn chấp tướng sao? Sư phụ: vậy quý vị đừng có tu. Đối với quý vị cái gì cũng không đúng. Sư phụ đã giảng qua đó vốn không có pháp môn. Sư phụ chỉ giúp quý vị liên lạc với lực lượng của mình. Nhưng bởi vì dùng ngôn ngữ của thế gian để gọi, cho nên chúng ta có pháp môn Quán Âm. Tuy gọi là pháp môn, kỳ thật cũng không phải là pháp môn. Cái thứ này quý vị vốn đã có rồi, tại sao lại không thể đạt được? Nếu như không đạt được, thì Phật Thích Ca giảng 49 năm là giảng những pháp gì? Cái Phật tánh Ngài giảng là gì? Hiểu ý sư phụ không? Pháp này khác với các pháp khác của thế gian, dùng ngôn ngữ không thể diễn tả được. Phật tánh này cũng không phải là Phật tánh mà chúng ta tưởng tượng. Nhưng không phải nói rằng sau khi tu hành là không có gì cả. Nếu như hoàn toàn không có thì không cần tu, bởi vì tu như vậy sẽ bị lỗ vốn. Vấn: sư phụ có bao giờ bệnh không? Sư phụ có, chỗ này vừa mới đau. Tại sao quý vị hỏi sư phụ có sinh bệnh không? Hỏi cái này để làm gì? Phật Thích Ca cũng có bệnh, Chúa Giêsu Kitô cũng có bệnh. Nếu như quý vị chưa biết, sư phụ nói rõ cho quý vị hay. Phật Thích Ca thường bị đau đầu. Trước khi chết, Ngài bị đau bụng. Bởi vì chúng sanh bệnh nên sư phụ mới có bệnh. Sư phụ cũng như người thường vậy. Quý vị có gì, sư phụ có cái đó. Chỉ khác là sư phụ không có phàn nàn. Sư phụ xem cái bệnh này cũng như không có vậy. Hiểu không? Vấn: đệ tử đã tu 3 năm rồi, nhưng nghiệp chướng vẫn rất nặng. Cảm thấy rằng không có một chút khai ngộ. Con cái của đệ tử không tin Phật giáo, làm thế nào để con sửa đổi chúng nó? Sư phụ, mỗi người đều có nghiệp chướng riêng của chính mình. Cha mẹ tu hành không nhất định con cái cũng tu theo. Chúng ta không thể ép buộc bất cứ một người nào, bất luận họ là ai. Đời đời kiếp kiếp đều có người tu, có người không tu. Có người tin vào tôn giáo này, có người thích tôn giáo khác. Rất có thể cha mẹ của chúng ta thích Phật giáo, nhưng người khác thích Thiên Chúa giáo. Mọi người đều tự tại, không có ai là con cái của chúng ta. Phải hiểu đây là do nhân quả gắn với nhau. Họ muốn gì thì để cho họ như vậy. Chúng ta phải lo cho mình.
Sau khi khai ngộ, từ trường của chúng ta phát xuất ra là từ trường hòa bình, an lạc. Từ trường khai ngộ sẽ làm cho họ cảm thấy dễ chịu. Họ sẽ nhìn thấy phong độ của chúng ta càng lúc càng cao nhã, càng lúc càng giống thánh nhân. Đến lúc đó họ sẽ tự đến. Chúng ta không cần phải nói đạo lý với họ. Tự nhiên sẽ có sức thu hút họ đến học Phật, học chân lý. Tuy quý vị đã tu hành lâu, nhưng có thể vì tu không đúng pháp môn, cũng giống như một người đi rất nhiều đường, nhưng không đi con đường đúng, thì không thể nào đến đây được. Cũng vậy, cho dù quý vị đã đi 200 vạn cây số, những con đường đi là những con đường khác, đương nhiên cũng không thể đến đây được. Muốn đến chỉ có một con đường, đó là nương theo lá cờ đỏ vàng, ngoại trừ con đường này. Cho dầu ở bên ngoài đã đi hơn 200 năm, cũng vô ích. Người tu Pháp Môn Quán Âm, gia đình ngày càng khác lạ. Vừa mới thọ tâm ấn ngày thứ nhất, hoặc tuần lễ đầu tiên, hoặc tháng đầu tiên, rất có thể bị người thân không thích nên phản kháng. Nhưng sau khi chúng ta tu hành một thời gian, những người thân của chúng ta sẽ đổi khác. Họ sẽ cảm thấy nể phục và hiếu kỳ. Họ còn cảm thấy thích thú và dễ chịu. Lúc đó họ sẽ chạy đến xin thọ tâm ấn. Bởi vì quý vị tu hành tốt, có kết quả, họ cảm nhận được. Đây mới là phương pháp độ người tốt nhất. Tự mình nên tu hành tốt trước, có ánh sáng, có lực lượng. Từ đó người ta mới tin tưởng chúng ta được. Vấn: thật sự có UFO hoặc người ở hành tinh khác không? Họ có tự xưng là con của Thượng Đế không? Sư phụ: tất cả chúng sanh đều là con cái của Thượng Đế, bao gồm vạn vật, cây cỏ. Những người ở hành tinh khác đương nhiên cũng là con cái của Thượng Đế. Nếu như họ không phải từ Thượng Đế mà ra, vậy họ từ đâu đến? UFO cũng có, nhưng chúng ta không nên quan tâm nhiều việc như vậy. Chính chúng ta cũng có UFO, nhưng lại không dùng. Vậy đi là UFO của người khác để làm gì? Vấn: trong lúc thiền định, linh hồn đi đến những cảnh giới khác. Vậy trong thân thể còn lại những gì? Sư phụ: cũng là linh hồn. Nó đi ra rồi nó đi vào. Nhưng có một số người, người chủ không còn ở trong thân thể nữa. Người chủ đó đã được giải thoát. Những người đó là những người đại giác ngộ, có thể vô sở bất tại, có thiên vạn ức hóa thân. Nhưng phần đông chủ nhân thật sự vẫn còn bị giam giữ ở bên trong, nhốt kín ở trong óc, trong tâm, giam ở trong đan điền, có lúc ở nơi đây, có lúc ở nơi khác. Chúng ta thọ tâm ấn là muốn giúp đỡ cái linh hồn này giải thoát, phá vỡ sự bó buộc trong thân thể, rời khỏi cái ngục tù này. Sau khi thọ tâm ấn, chúng ta mỗi ngày luyện tập vãng sanh, lúc chết đi không còn lưu luyến bất cứ thứ gì, không còn quan hệ đến bất cứ vật gì. Cái dây luân hồi hú la một tiếng là cắt đứt ngay. Về sau vĩnh viễn không trở lại. Vấn: sư phụ, ngài từng nói Phật tánh của chúng ta bị rất nhiều tầng thân thể bao lại. Dạy pháp mà ngài vừa mới giảng, nó có nghe được không? Sư phụ: nghe được. Nó còn có thể nghe được những lời pháp không có lời của sư phụ. Sư phụ giảng kinh là giảng cho đầu óc của quý vị nghe. Linh hồn của quý vị không cần giảng, nó cũng hiểu. Nhìn thấy sư phụ, nó hiểu ngay. Hiểu ý không? Cho nên có người khi nghe sư phụ giảng kinh liền có thể nghiệm, liền khai ngộ, không nhất định phải được truyền tâm ấn mới khai ngộ. Có những em bé khi đến đây chỉ nghe kinh đã khai ngộ, đã thấy được cảnh giới, biết được sư phụ là ai, chúng nó tự biết lấy, sau đó viết thơ kể lại với sư phụ. Khi sư phụ giảng kinh, thật sự chỉ giảng có một ít đạo lý, chỉ 30% mà thôi. 70% còn lại không phải giảng bằng ngôn ngữ, mà dùng ánh mắt truyền, dùng tâm truyền. Ví dụ sư phụ ngồi ở nơi đây 2 tiếng đồng hồ không có giảng gì, dù im lặng vẫn là truyền pháp. Nhưng vì đầu óc của gì không biết, không thể khai ngộ mau như vậy, cho nên mới dùng ngôn ngữ giảng. Nhưng cũng có người khi nhìn thấy sư phụ liền hiểu được, không cần giảng gì cho họ nghe, họ vẫn hiểu rõ, vẫn chứng ngộ được. Họ nhìn thấy được sư phụ là ai, nhưng những người như thế tương đối hiếm có. Vấn: sư phụ có nói đây là vương quốc của ma, vậy ai sẽ đến độ họ, cảm hóa họ? Sư phụ: Phật có thể cảm hóa ma,
Ma cũng là công cụ của Phật. Cũng giống như cảnh sát là công nhân của chính phủ vậy. Họ chỉ đi bắt giữ người xấu mà thôi, còn người tốt họ không làm gì, cho nên không có quan hệ gì. Cảnh sát không phải là người xấu, rất có thể họ đánh phạm nhân, hỏi phạm nhân nhiều điều. Phạm nhân có thể không thích cảnh sát, nhưng những người tốt thì không có vấn đề gì. Họ biết rằng cảnh sát là do chính phủ phái đến. Phật và ma hợp tác với nhau rất tốt, họ là những người bạn tốt của nhau. Dân, chúng ta làm thế nào để liễu thoát sanh tử? Sau khi minh tâm kiến tánh, có phải là liễu thoát sanh tử không? Sư phụ, cần phải tu hành. Sau khi minh tâm kiến tánh mới có thể liễu thoát sanh tử. Thọ tâm ấn là muốn minh tâm kiến tánh, tức khắc kiến tánh, cho nên gọi là pháp môn đốn ngộ, tức khắc khai ngộ. Sau khi minh tâm kiến tánh là bắt đầu bước trên con đường giải thoát. Nhưng nếu như không tiếp tục tu hành, vẫn không thể nào giải thoát được. Giây phút truyền tâm ấn là giây phút bắt đầu của sự giải thoát, nhưng chúng ta cần phải phát triển cái năng lực giải thoát này, cần phải duy trì và giữ gìn cái tình trạng giải thoát này. Bởi vì mỗi ngày chúng ta đều tạo những nghiệp chướng mới. Nếu không rửa sạch nghiệp chướng, thì cơ hội giải thoát của chúng ta sẽ giảm dần. Ví dụ mỗi ngày chúng ta đều dùng nước để tắm rửa, nhưng nếu hôm nay tắm, ngày mai lại dơ, thân thể của chúng ta còn như vậy, huống chi nghiệp chướng của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta tạo những nghiệp chướng mới. Ăn rau cải cũng có nghiệp chướng, cũng là sát sanh. Làm sao lại không cho rửa sạch những nghiệp chướng đó? Hô hấp, đi đường, tắm rửa, vân vân đều là sát sanh. Làm sao chúng ta không rửa nó đi? Chúng ta cần phải dùng lực lượng của Phật để rửa sạch những nghiệp chướng mới tạo mỗi ngày. Như vậy lúc vãng sanh, chúng ta mới có thể nhẹ nhàng, mới có thể giải thoát. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị vào ngày 2 tháng 4 năm 1988 tại Tân Trúc.